hello xin chào tất cả các bác nhé à, lâu lắm rồi em lại không lên video cho các bác à, hôm nay em à, mới về một số mẫu giày à, sneaker thể thao nói chung là những mẫu này là mẫu hàng của <laughs> Quảng Châu các bác nhé hàng Quảng Châu nên à, cái giá thành nó rất chi là, là hợp lý cho các bác dễ mua luôn cái này thì thích hợp cho các bác nào mua về cho con cháu mình hoặc là em mình trong gia đình hoặc là có thể là tặng à... nói chung là tặng người thân để đi những đôi giày mẫu giày sneaker mới nhất à, hàng này thì em à, nói luôn là Hàng này không phải hàng da chứ, da thật các bác nhé. Không phải hàng da thật đâu, nó là hàng silicon, Các bác kia hiểu giày đúng không ạ? Giày dáng thể thao dành cho giới trẻ mà em nghĩ là mấy cái mẫu này mẫu mà các bác nào mà kiểu trung trung tuổi mà thích kiểu trẻ trung thì vẫn có thể đi được tại vì nó nó mít nó phối nó rất chi là nào là đẹp luôn, họa tiết nó ok. Đó, có những thương hiệu này Đó, nó trông cực kỳ là là đã luôn. Con này thì nó thật sự là nó hắc được chiều cao khoảng 3 đến 3 phân các bác nhé 3 phân Đó à, em sẽ giới thiệu từng mẫu cho các bác luôn à, Mẫu đầu tiên à, mà một trong những mẫu mà em rất thích đó là một mẫu, mẫu này <laughs> Nói chung là khi tới tay các bác thì các bác được kiểm tra nhé Nói chung là nó siêu nhẹ luôn Đấy, Mẫu giờ này cực kỳ đẹp Đấy, Chất lượng thì các bác hỏi về bàn rồi à, Tuy nó là dòng, dòng của giày Quảng Châu Nhưng mà em đảm bảo các bác luôn đi bao các bác trên một năm đó, trên một năm nói chung là của bền tại người các bác nhé của bền tại người thôi chứ nhiều lúc giày xịn mà các bác đi mà các bác không biết giữ gìn hoặc các bác cứ táng vô đá rồi dẫm nói chung là chạy nhảy rồi va quẹt tùm nung tùm na thì đôi giày nhiều lúc nó bị chảy xước hay cái gì nào cái đó nó khó tránh khỏi nhé nên em nói là của bền tại người đấy, mình đi mình phải biết giữ gìn nó <laughs> mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu các bác đó là nó phối với màu xanh uh, xanh xanh da trời đấy nó nhìn có chữ LA thì rất đẹp luôn các bác nhé Đây, đế của nó là đế xốp luôn các bác nhé Đế xốp nhưng mà xốp kiểu xốp mà không phải bị uh, Mình đi một thời gian nó sẽ bị uh, xẹp đâu Nó xốp kiểu như xốp, xốp đúc ấy đó, Nó rất chi là nhẹ nhàng luôn Đôi giày thể thao đẹp cực kỳ như thế này Đó, thương hiệu này, cái thương hiệu của nó đây các bác nhé Đấy, các bác nào dân chơi trong nghề chân uh, chơi giày các bác biết rồi và em nói luôn đó là giày nó <laughs> không phải là loại giày uh, chính hãng đâu các bác nhé nó là chỉ là hàng uh, ghép thôi để bác lưu ý giúp em nhé ngày hàng hàng Quảng Châu à, tại vì em thấy nó đẹp quá với lại à, em kết hợp với lấy hàng cho khách về nhiều khách order hàng giày bên em về nên em về được một lô như vậy đâu đó khoảng một mỗi mẫu mẫu em chỉ có bốn mẫu thôi mỗi mẫu nó chỉ có 5 size sai từ size 40 đến size 44 từ size 40 đến size 44 các bác nhé từ size 40 đến size 44 <laughs> nên các bác lưu ý giúp em nhé chốt đôi giày này nó có nghĩa là giày thể thao các bác mà đi uh đi nó hơi 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 kiểu như hơi rộng một xíu cho nó thoải mái ấy. đấy bên loại thì vì bên trên bên trong này bên trong nó có nó một miếng xốp đó, nhiều lúc mình đi nó cực kỳ là êm chân với này các bác đi mà hơi kích chân một xíu cũng không sao cả tại vì xốp này nó có thể ép lại được đấy, các bác này nhìn cái chất liệu của nó cực kỳ là là là, là đẹp các bác nhé đó tuy nó là hàng không chính nhé. nó không phải là giày da đâu không phải da thật nhưng mà cái da PU của nó cực kỳ là chất lượng như em nói rồi hay hàng da PU ấy thì <laughs> nó được mệnh danh là giày da công nghiệp nhưng mà để mà cái nói về độ bền của nó thì nó cũng không thua gì hàng da thật Các em nó chia sẻ luôn tại vì bây giờ những công nghệ của 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 bên trung quốc thì nó cực kỳ là, là, kinh khủng luôn đó chứ không phải là các bác là đi ra hàng da bu mà được một thời gian nó bị hư đâu không có hàng da bu thì nói chung là cái độ bền nó cũng không thua kém gì da thật đâu đó, nhưng mà được cái là giá thành nó cực kỳ rẻ nó rẻ hơn da, hàng da thật rất nhiều nên các bác đừng có so sánh với hàng da thật và hàng da bu các bác nhé rồi cả chẳng qua là cái đôi giày này các bác cảm thấy đẹp đó, ưng ý mua giá cành hợp lý các bác có thể chốt nhé đó nó, nhìn nó rất đẹp luôn đó bên trong các bác có thể nhìn thấy này đó bên trong này rất êm chân nhé con này là 260 size 41 các bác nhé đó 260 size 41 giày cực kỳ là đẹp nhé các bác nhé nó chất lượng đấy theo em nghĩ là nếu mà cái tầm giá mà 385 k các bác sở hữu một đôi giày sneaker đẹp đó, mẫu mã trẻ trung thế này thì nói chung là nó cũng không phải là hàng 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 gọi là mắc tiền lắm đâu các nhé nói chung là hợp với túi tiền các bác mua ấy như em chia sẻ rồi <laughs> các bác cảm thấy cái mã hàng nào mà nó cảm thấy hợp với túi tiền các bác các bác mua chứ đến hồi các bác đừng có đừng có so sánh nó giữa nó và hàng da thật nhé các bác nhé như em chia sẻ rồi nó là da bu Đấy, các bác đừng có so sánh với hàng da thật Và nếu em nói luôn của bền tại người Mình đi Những đôi này em vẫn bao các bác là đi Trên một năm nó không bị nổ da các bác nhé Đó Tại vì hàng giày dép đấy, Hàng giày dép các bác đi khoảng đôi khoảng 5-2 năm các bác bỏ mẫu được rồi Tại vì bây giờ nó phải như hồi xưa nữa đó, Mẫu mã nó ra rất nhiều Nó khi, khi nhau ra năm này nó ra mẫu khác Nên các bác em biết là ngay cả em đây một năm em đổi đến hai ba đôi giày đó đấy, không biết các bác thì như thế nào nhưng đôi giày này em cam đoan các bác nào nó phun hộp phun tem luôn nhé, phun hiệu phun tem nó giống vậy này. Cái hộp của nó tới tay các bác nó phun hộp phun tem luôn. Đây ạ. Nói chung là là hàng này hàng cực kỳ là nó là hàng Quảng Châu không nhé. Đấy có nhiều bác sẽ thắc mắc bảo sao là ghi mắc in Việt Nam. Tại vì cái nhà máy này cái nhà máy này người ta đặt ở Việt Nam, người ta đặt Việt Nam sản xuất xong người ta xuất sang hàng Quảng Châu. Đã, các bác nên hiểu là như thế. Đã, các bác nhiều lúc các bác lại không hiểu các bác mua hàng bảo bảo hàng Quảng Châu sao lại ghi mắc in Việt Nam đây. Nên các bác nhiều mua hàng thật sự là để mà giải thích cái này thì có nhiều bác hiểu, có nhiều bác sẽ không hiểu đâu. Nên em phải giải thích trái đi, giải giải thích lại. Đó là là hàng, ký có nghĩa là người ta đặt Việt Nam sản xuất, xong người ta lại xuất khẩu sang bên hàng Quảng Châu. Đấy các bác cứ hiểu nôm na là như thế. Đây các bác này, đó, tem cốt đầy đủ để các bác luôn. thương hiệu thì các bác phải biết bên này, MBL này. Đó, rồi nhé, đế của nó đây. Con này còn full hộp full, full tem hàng mới, hàng new 100% các bác nhé. Hàng new 100% và giá thành của nó là đồng giá 385k các nhé 385k Nó cực kỳ đẹp Đôi giày này đi cực kỳ xuống chân các bác nhé Nó thật luôn đi mấy đôi này là dành cho giới trẻ đi cực kỳ là hút khách luôn Đó Mẫu là mẫu thứ hai đấy các bác nhé Mẫu thứ hai nó có từ size 40 đến size 44 các bác nhé Có từ size 40 đến size 44 Và mẫu thứ ba em muốn giới thiệu các bác đó là một mẫu sneaker cột dây À, con này cột dây nhưng mà nó không có miếng dán như hai mẫu này các bác nhá nó chỉ có cột dây thôi các bác nào thích kiểu đơn giản mộc mạc thì chốt con này nó chỉ có một màu uh, hai màu trắng đen đấy màu trắng là màu chủ đạo các nhá đã màu đen là sau này nhối gà này, các bác thấy không nhìn nó thật sự là nếu mà bỏ ra 385 k các bác sở hữu một đôi giày này thì em thật là giá nó quá quá chỉ là hợp lý luôn trên các hội nhóm và trên các trang mạng người ta đang bán con này 6 đến 700 đó, 6 đến 700 các bác nhé đó, Nói chung là các bác em nói là một chuyện còn uh, các bác cứ phải đi tìm hiểu giá các bác biết được còn các bác đừng có so sánh mấy đôi này trên uh, sàn thương mại shopee các bác nhé không hàng xương lại shopee là hàng loại hàng rớt rồi đó hàng 99k các bác đừng có mua về đi em nói thật luôn 99k đến hàng 100k thì 200k các bác đừng có mua đi tại vì nó mua về các bác cứ thử mua về so sánh với đôi giày của em bán 385k nó khác một trời một vực nên nhiều bác cứ mua hàng trên shopee rồi các bác lại qua bên em lại so sánh và úi rồi anh mua shopee có từng này mà sao qua hỏi shop và shop đồ si mà bán giá mắc thế thì các bác so sánh như là rất khập khiễng shopee là hàng thương mại chuyên bán đầu rẻ các bác nên hiểu là như thế chứ đừng các bác đừng có so sánh với hàng mà em bán ở trên cái shop em đó nó rất khác chi là khập khiễng rồi nhá rồi mẫu thứ mẫu thứ ba trong video ngày hôm nay hôm nay em về được có bốn mẫu thôi nhá bốn mẫu này mà bốn mẫu nhớ hot nhất và bán chạy nhất đó là em nhập về em bán cho các bác để các bác chiêm nghiệm các bác thử đi 385k thôi các bác nhé 385k đó quá đẹp luôn đó, bên trong này rồi mẫu cuối cùng nha các bác nhé mẫu cuối cùng em muốn giới thiệu các bác đó là mẫu này nó nó giống giống ba cái mẫu này nó khác cái màu này khác cái kiểu thôi các bác nhé màu nó hơi trắng sữa một xíu hơi trắng vàng vàng trắng sữa đó màu cái màu gọi đây này giữa hai màu trắng nha các bác coi này đó giữa hai cái màu trắng các bác nên hiểu này đó cái này màu trắng tinh cái này màu trắng sữa sữa ngà 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 các bác nhé đây này dây của nó đây các bác nhé rất chắc chắn luôn đó đây, đế của nó đây chỉ có 385 k thôi các bác nhé đó. em về hình như được bốn mẫu bốn size thôi bốn mẫu năm size cũng nhé từ size 40 đến size 44 Đấy, các bác có thể là mua về tặng con cháu mình Đấy, mùa hè rồi các bác mua nói chung là tặng cho con mình sinh nhân dịp kết thúc một mùa học Đấy, có nhiều lúc mua để cho con mình đi chơi mấy đôi này thật sự là mấy bạn trẻ rất thích luôn em biết là mấy bác lớn tuổi kinh của em thì đa số các bác trung tuổi trở lên xem dưới giới trẻ thì ít nhưng mà thực sự các bác cứ hỏi mấy giới trẻ mấy mẫu này bây giờ người ta đang rất hot hot rất nhiều luôn màu mẫu mã hot nhất trong năm này đó, chính vì mấy mẫu mẫu này bán chạy quá ở các nơi người ta bán chạy nên em sẽ nhập về bán để cho các bác trải nghiệm thôi chỉ có 385 k thôi bác nhé 385 k đó nó full hộp như vậy này full hộp cho các bác luôn đó hộp như vậy rất sang trọng đấy các về có cả có cả túi luôn cho các bác nhé, cái túi này các về các bác bỏ vô các bác mang đi tặng đấy, tặng cháu tặng con ở nhà Đâu, mình không có điều kiện mình chơi hàng hàng chính hãng thì mình mua mấy đôi này đi đó mấy đôi này nhìn nó cũng rất đẹp mà độ bền nó cũng rất tương đối luôn nhé rồi à, video em chỉ lên một số vậy thôi em giới thiệu một số mẫu bốn mẫu vậy thôi nhá, các bác nào có thể ủng hộ giúp em đó, mua về tặng con cháu nói chung là hàng hàng giày quảng châu nhưng mà nó cực kỳ là chất lượng đấy các bạn em đánh giá là như thế. Thì uh, <laughs> cái uh, về các bác có thể là nói hỏi con mình hoặc cháu mình hoặc người thân gì đó sai bao nhiêu hoặc là có thể các bác mua về các bác có thể đi chơi được. sai size bao nhiêu thì em có từ size 40 đến 44 các bác nhá. Từ size 40 đến 44 và giá của nó là đồng giá 385k em bao ship trên toàn quốc các bác nhá. Em bao ship trên toàn quốc. Đó. Rồi, uh, video em sẽ kết thúc lại đây. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Các bác nào mua hàng có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại này hoặc là nhắn tin qua Zalo các bác nhé. Nhắn tin qua Zalo bên em sẽ tư vấn kỹ hơn và chốt hàng cho bác dễ hơn nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.